4 ca nhiễm COVID-19 mới tại Ontario. Cơ quan Y tế tỉnh bang Ontario vừa xác nhận có thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới tại tỉnh bang này vào hôm thứ Bảy vừa qua, nâng tổng số người nhiễm virus corona lên 15 người. Theo đó, 3 ca nhiễm mới có lịch sử du lịch về từ Iran và ca còn lại đã từng du lịch đến Ai Cập. Trong đó, một người đàn ông trong độ tuổi 50 có anh hoặc em tại Toronto bị nhiễm COVID-19 trước đó. Người này mới trở về Canada từ Iran, tuy nhiên đã không có triệu chứng nhiễm bệnh cho tới khi ông có mặt tại Canada. Người đàn ông này cũng đã tự cách ly tại nhà, và cơ quan chức năng tin rằng người này đã không lây lan bệnh cho người khác. Một người đàn ông khác trong độ tuổi 40, có vợ là người đã nhiễm COVID-19 đầu tiên tại khu vực dốc. Cặp vợ chồng này đã trở về Canada, cùng với con của mình vào ngày 26 tháng 2 vừa qua. Người chồng trước đó không có triệu chứng nhiễm bệnh sau khi trở về từ Iran, tuy nhiên ông đã tự cách ly mình tại nhà trước khi có dấu hiệu nhiễm bệnh. Người đàn ông thứ ba đang trong độ tuổi 60, cũng về từ Iran vào ngày 23 tháng 2 vừa qua, người này đã đến một bệnh viện tại North York vào ngày 28 tháng 2 sau khi có triệu chứng ho. Tuy nhiên, ông đã được cho về nhà sau khi lấy mẫu thử nghiệm và được cho tự cách ly tại nhà. Hiện cơ quan y tế đang ra sức tìm kiếm những người đã tiếp xúc với người đàn ông nói trên. Người cuối cùng, trong 4 ca nhiễm mới là một phụ nữ trong độ tuổi 70 sống tại Newmarket, Ontario. Người phụ nữ này đã trở về từ Ai Cập với người đàn ông là ca nhiễm thứ 8 tại Ontario. Người phụ nữ này cũng đã tự cách ly trước đó. Tính đến thứ Bảy vừa qua, Canada có 24 ca nhiễm COVID-19, trong khi đó Tổ chức Y tế Thế giới đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất đối với dịch cúm COVID-19.